chào các bạn đến kênh YouTube của mình nha. Đây là một anh da sắt đi tốc độ nha. Mà thấy nước ngập cái mũi luôn rồi. Nhìn mấy anh da sắt này mà này vui qua cổng là thấy ngán ngẩm thiệt mình. Bình thường là mấy anh da sắt này là đang bị động cơ vượt mức rồi. Nhưng qua cổng là thường đi đầu. Quá dữ luôn các bạn ơi. Thì mình xin chúc các bạn xem video mình luôn vui khỏe và tràn đầy sức khỏe nha. Chúc anh em xà lan của mình nghe tổ ở đây luôn thuận buồm xuôi gió nha. Đấy, quá trời. Tiếp tục là ở xà lan ở phía ngoài và những ghe ở phía ngoài vô nha các bạn. Đây là anh xà lan chở khách. Tăng tốc hết tốc độ luôn rồi. Anh xà lan này đang đi đến nhượng nha các bạn. Ở ngoài cống vô nha. Rồi tiếp theo là một anh xà lan cá các bạn. Lên là một anh xà lan các bạn. Đây là anh xà lan của ông Út nha. Đầu tăng tốc từ ngoài cống vô nha các bạn. Thì xà lan này thường là chở phân bón nha. Giờ đang đi tốc độ các bạn. Xịt khói đen luôn. Và cống khá là ngọt nha các bạn. Thì xà lan của ông Út là tới 4 chiếc các bạn. 1, 2, 3, 4 nha các bạn. Xà lan khá là đẹp. Đến là anh xà lan nổi nha. Wow, anh lắc chiếc xà lan phía trước các bạn. Xà lan cẩm thì đi từ từ, khi qua cống thì đi từ từ chứ không có chạy nhanh nha các bạn. Đây là một anh xà lan chở cát nha các bạn. Thì mình cũng cảm ơn các bạn đã xem video của mình nha. Chúc các bạn nhiều may mắn và thành đạt trong cuộc sống nha.